Thưa quý vị, gần đây trên nhiều con phố ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy xuất hiện các cửa hàng cầm đồ hoạt động theo chuỗi và nhìn bên ngoài rất khác với các tiệm cầm đồ truyền thống. Chắc hẳn quý vị cũng như tôi đây rất thắc mắc là các cửa hàng này hoạt động như thế nào, có khác gì so với các tiệm cầm đồ truyền thống hay không? Hôm nay xin mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Phương Thúy để cùng tìm hiểu. Phương Thúy xin kính chào quý vị, và ngày hôm nay thì Phương Thúy đang đứng trước một trong những cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng cầm đồ hiện đại Việt Money. Và bây giờ thì Phương Thúy sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu với Phương Thúy xem là chuỗi cửa hàng này sẽ khác gì so với những cửa hàng cầm đồ truyền thống mà chúng ta vẫn thường biết đến nhé. Anh ơi, hôm nay mình đang cần một số tiền và mình muốn cầm cái điện thoại này trong vòng một tuần. Anh có thể giúp mình được không? Dạ, em mời chị qua vậy cũng được. Anh ơi, điện thoại của mình cầm đồ được bao nhiêu tiền? Dạ, sau khi gửi thông tin trên phần mềm của Vietmoney á, thì bên Vietmoney sẽ hỗ trợ cái điện thoại của mình là giá 15 triệu theo phần mềm anh chị. Cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, việc định giá ở Vietmoney cũng rất rõ ràng và minh bạch. Nhờ vậy mà sản phẩm mà Thúy đưa ra để cầm đồ cũng được đưa ra với một cái định giá rất là sát với giá thực tế nhờ vào công nghệ của Vietmoney, không như một số những cửa hàng cầm đồ truyền thống là dùng cảm tính. Vâng, thưa quý vị, đây là hợp đồng cầm cố giữa hai bên và rất nhanh chóng thôi, chỉ trong vòng 15 phút là Phương Thúy đã có thể nhận được số tiền mà mình cần và cũng rất là yên tâm khi mà chiếc điện thoại của Phương Thúy đã được niêm phong và giữ gìn cẩn thận ở đây. Vâng, thưa quý vị, vậy là Phương Thúy vừa thử trải nghiệm dịch vụ cầm đồ ở Vietmoney và Phương Thúy thấy là ở đây rất là chuyên nghiệp, rất là rõ ràng, minh bạch trong khâu định giá, rất là nhanh chóng trong khâu làm thủ tục hồ sơ cầm cố. Và ở đây thì dịch vụ của Vietmoney còn có thể cầm những cái tài sản giá trị như là ô tô, xe máy, máy tính hay là điện thoại di động và những cái giá trị cao hơn nữa. Và chắc chắn đây sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy và uy tín để khi chúng ta cần một số tiền nào đó trong lúc khó khăn mà cần nhanh chóng, mà khi đó chúng ta không thể tiếp cận được với một tổ chức ngân hàng nào đó thì chúng ta có thể đến đây.